Chào các bạn, video hôm nay là phần thứ hai của bài học tiếng Hàn sơ cấp. Hôm nay mình sẽ dạy bạn làm thế nào để phát âm nam tra âm và 11 vô âm. Và muốn biết khi viết sẽ được biến đổi thế nào thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn. Tra âm mình dạy hôm nay gọi là sang tra âm, đó là viết tra âm hai lần bên nhau như vậy. Chữ Hàn có nam sang tra âm. Đầu tiên tôi sẽ dạy bạn làm thế nào để phát âm những tra âm. Cứ bộ âm mình dạy hôm nay có vẻ phức tạp hơn bộ âm mình dạy trong bài trước. Ok, bây giờ sẽ phát âm các mô âm. E E Ye Ye Ve 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 Wo Vi Ui Quả. Ok, bây giờ hãy là nghe các phát âm và xem cách viết thế nào khi tra âm kia và những mẫu âm này được sử dụng cùng nhau. Kê 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 Quê 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 Khơi Khoa. Nhiều người sẽ nghĩ Khê và khê phát âm giống nhau, khê và khê phát âm giống nhau, khuê và khuê và khuê phát âm đều giống nhau. Đúng vậy, thực ra thì các phát âm có khác nhau một chút, nhưng trên thực tế người Hàn Quốc lúc nói gần như là giống nhau. Như vậy khi nghe gần như là không thể phân biệt được. Do đó, cách duy nhất để bạn có thể phân biệt được các từ đó là bạn phải học thường xuyên thật nhiều và thật nhiều để nó trở thành thói quen. Ví dụ, khe có nghĩa là con chó, khe có nghĩa là con cua, khe có nghĩa là người đó, khe nghĩa là tổng số. Và cách viết khác nhau dẫn đến ý nghĩa khác nhau nên phải học từ mới thật chăm chỉ. Nó giống như tiếng Việt, những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau theo thanh điệu, đúng không? Mà ám mà, ý nghĩa đều khác nhau, đúng không? Video này kết thúc ở đây. Kiên trì là điều vô cùng quan trọng khi học tiếng. Do đó, không quên subscribe. Mọi người hãy cố gắng hết sức để phát âm tiếng Hàn hoàn hảo nhé. Annyeong. Bye bye, subscribe.